Alo, chào anh em. Mình mới làm xong cái lưỡi bún heo này quá đẹp anh em ơi. Anh em nhìn thấy cái mũi ngạnh đó không? Rất là tinh, rất là đã, rất là chuẩn ha. Đó. Cái dáng này thì cá nhỏ cá lớn thì nó bắt hết. Món heo thì nó ưu điểm lắm chứ anh em câu kỹ một chút nữa thì là mê lắm. Nó rất là nhạy nha anh em. Đầu tiên em xem cái mũi nè. Đó, bên ngoài tinh như thế này nên là nó có trúng xương, nó qua cũng rất là ngọt nha anh em, đảm bảo là qua xương ngọt luôn. Còn nếu mà trúng mỡ đào thì thôi rồi luôn, quá nhẹ nhàng. Đây anh hát kêu mình làm như thế này để anh gắn cái nòng vô cái chụp điện, cái chụp nòng nhựa. Đó. Anh mua một lưỡi rồi, câu anh phái cái thép này quá, nó nhạy quá nên là làm thêm một cái nữa. Đó. Cấp này thì mình cũng bận nhiều lắm anh em ơi, dạy thêm một lớp nữa rồi, bây giờ không có thời gian nhiều. Anh em nào có cần thì liên hệ qua số điện thoại Zalo chúng mình ha. Đó. Buổi sáng thì mình thường ở trong trường nên là anh em nhắn tin giùm mình đi, nhắn tin giùm qua Zalo mình đi, mình đang dạy thì điện cũng không được. Ok, cảm ơn, chào anh em ha. Đó. Thép C70 nha anh em. Máy này thì nhạy lắm.